Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Giao Thiện đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Giao Thiện và các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Giao Thiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân xã trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của kỳ họp Hội đồng Nhân dân là cơ sở vững chắc, là tiền đề đảm bảo cho Ủy ban Nhân dân xã hoạt động chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện hoàn thành các nội dung chương trình của kỳ họp. Đồng chí nêu rõ với sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giao Thiện sẽ sáng suốt bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức cùng với tập thể cấp ủy chính quyền xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được bầu tại kỳ họp lần này sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết phấn đấu xây dựng kinh tế xã hội của xã Giao Thiện phát triển. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Giao Thiện đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc kiện toàn và thực hiện quy trình bầu cử. Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nhiếp, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Thiện đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh đây là vinh dự đối với cá nhân đồng chí, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã tin tưởng giao phó để đồng chí tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, xây dựng xã Giao Thiện ngày càng giàu mạnh, văn minh. Kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân xã Giao Thiện đã thành công tốt đẹp và đạt được chương trình nội dung đề ra.